Tàu tính tự lập, trang bị kỹ năng sống và hơn hết là thắp sáng ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân tương lai, đóng góp sức lực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Thưa quý vị, đây chính là mục đích mà chương trình Chiến sĩ công an nhỏ do khối Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Long An tổ chức cho các em con của cán bộ chiến sĩ trong ngành tham gia nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Khóc theo dựng thế giỏ, xếp gấp nội vụ hay hướng dẫn một số kỹ năng thoát hiểm, chữa cháy trong tình huống tại nhà, trường học. Đây là những gì mà các em nhỏ được tiếp cận khi tham gia chương trình Chiến sĩ công an nhỏ. Dù thời gian không nhiều, nhưng việc tạo cơ hội cho các em được tham gia trải nghiệm công việc của những chiến sĩ công an nhân dân, phần nào sẽ giúp các em hiểu và yêu quý ngành công an nhân dân hơn. Con cảm thấy chương trình này rất ý nghĩa. Con được xem các chú công an diễn tập võ và phòng cháy chữa cháy và hướng dẫn con cách ráp chăn màn. Các động tác cơ bản mà hàng ngày ba con thực hiện mà tới bây giờ con mới biết. Con có ước mơ lớn con sẽ là một chiến sĩ công an giống ba con. Trong thời hiện đại, việc giáo dục con cái theo hướng tự lập, kỷ luật từ nhỏ là điều mà nhiều bậc phụ huynh đang hướng đến. Do đó, những sân chơi như thế này chính là cơ hội để tôi luyện các em những phẩm chất trên, từng bước hình thành đạo đức, tác phong như những người chiến sĩ công an nhân dân. Tôi thì cũng muốn cho con tôi là có một cái môi trường tự lập, tự rèn luyện từ nhỏ. Nên thông qua chương trình này thì tôi muốn thấy con tôi được có điều kiện được rèn luyện, học tập thêm cái kỹ năng và tự giác, hiểu thêm về sinh hoạt, học tập và công tác của các anh chiến sĩ, các nhân dân nói riêng và lực lượng vũ trang nói chung. Chương trình Chiến sĩ công an nhỏ được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tham mưu tổ chức năm nay nhằm giáo dục cho học sinh thiếu niên là con cán bộ chiến sĩ thuộc khối Cảnh sát nhân dân, Công an tỉnh Long An và các đơn vị kết nghĩa về truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nhân dân qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Tổ chức một cái sân chơi cho các bé trong dịp hè năm 2022 thật là sôi nổi, bổ ích cũng như là cho các em tiếp cận những cái kỹ năng trong cuộc sống của lực lượng công an nhân dân để thông qua đây để chúng tôi tuyên truyền về hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Sau khoảng thời gian học tập thì những tháng hè chính là giai đoạn mà các em học sinh cần được vui chơi, giải trí và học thêm những kỹ năng sống. Do đó, chương trình Chiến sĩ công an nhỏ được xem là sân chơi phù hợp giúp các em khơi dậy niềm tự hào, ý thức tự giác, nâng cao trách nhiệm trong việc thi đua học tập, rèn luyện đạo đức, giáo dục, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, người công dân có ích cho xã hội.